Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Xuân Tú sẽ đồng hành quý vị trong 10 phút của bản tin. Sáng ngày 13 tháng 2 tức ngày mùng 4 Tết, tại Văn miếu Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, Ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến tổ chức triển lãm thư pháp, hát ca trù và trò chữ đầu xuân. Đây là hoạt động tổ chức mỗi khi Tết đến xuân về nhằm lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Tham gia triển lãm thư pháp, hát ca trù và trò chữ đầu xuân có câu lạc bộ Hán Nôm huyện Văn Lâm, đội ca trù thôn Đầu Đặng xã Trung Nghĩa và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tại triển lãm, các hoạt động xin cho chữ đầu xuân và các tiết mục hát ca trù cũng diễn ra sôi nổi, thu hút được đông đảo mọi người tham gia. Triển lãm tư pháp cho chữ đầu xuân diễn ra đến hết ngày mùng 5 Tết. Cùng ngày tại Văn miếu Xích Đằng, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Hội khuyến học thành phố Hưng Yên đã tổ chức trao giải cho 122 em học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2022-2023 ở các bộ môn Văn, Sử, Địa, Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh. Phần thưởng trên là nguồn động viên to lớn nhằm động viên, khuyến khích các em chăm chỉ rèn đức luyện tài và phát huy truyền thống yêu học của dân tộc. Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, ngày 13 tháng 2, tức ngày mùng 4 Tết Giáp Thìn, thôn Công Luận, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang tổ chức khai mạc lễ hội vật truyền thống của làng. Hội vật truyền thống đầu xuân làng Công Luận không chỉ thu hút đông đảo các đô vật trong thôn tham gia, mà còn ở các vùng lân cận như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng. Tại đây, các đô vật mang đến cho người xem nhiều cú đòn hay, hấp dẫn, thu hút hàng nghìn khán giả đến xem và cổ vũ. Qua lễ hội vật truyền thống đã giúp các thanh niên trai tráng trong làng được giao lưu học hỏi, đồng thời rèn luyện sức khỏe, thể lực để lao động, học tập tốt hơn, đồng thời góp phần làm cho bức tranh đời sống văn hóa tinh thần của người dân thêm rộn ràng, đầy sức sống trong những ngày đầu xuân mới Giáp Thìn 2024. Những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024, thời tiết ấm dần đã tạo điều kiện cho nông dân các địa phương làm đất, gieo, chăm sóc mạ, gieo cấy lúa xuân. Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy trên 24.000 ha, phấn đấu năng suất đạt 67,5 tạ một ha, trong đó 100% là lúa xuân muộn, phấn đấu gieo cấy lúa chất lượng cao đạt từ 70% diện tích trở lên, sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng sản xuất tập trung, quy mô lớn, diện tích khoảng 1.000 ha tại các huyện như Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ, Ân Thi, Phù Cừ. Các chủ máy đẩy nhanh tiến độ làm đất, nông dân khẩn trương gieo chăm sóc mạ, xuống đồng gieo cấy lúa xuân sau những ngày đón Tết vui xuân. Đến thời điểm này, toàn tỉnh gieo cấy được khoảng 5.000 ha lúa, tùy từng địa phương bố trí linh hoạt diện tích gieo cấy cho phù hợp. Thời vụ gieo cấy phải đảm bảo lúa phân hóa đồng và chỗ bông gặp điều kiện thời tiết thuận lợi. Thưa quý vị, trong những ngày vui xuân đón Tết, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được kiểm soát. Ghi nhận tại một số tuyến giao thông trọng điểm như quốc lộ 5A, quốc lộ 39A, quốc lộ 38 và tuyến đường bộ nối hai đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng cầu Rẽ Ninh Bình trên địa bàn tỉnh cho thấy mật độ phương tiện tham gia giao thông khá cao nhưng không xảy ra tình trạng ách tắc giao thông. Bên cạnh hoạt động đi lại chúc Tết vui xuân tham gia lễ hội đầu năm của người dân, cũng có thể thấy khá đông người lao động từ nhiều tỉnh thành đang di chuyển qua các cung đường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để trở lại nơi làm việc khi kỳ nghỉ Tết chuẩn bị kết thúc. Do đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã bố trí cán bộ trực hướng dẫn giao thông tại các nút giao quan trọng. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, kể từ 29 Tết đến nay, toàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người và bị thương 9 người. Việc tăng cường chốt kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh đã góp phần làm giảm số vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết năm nay. Trong khi đó, trên quy mô toàn quốc, theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong ngày 12 tháng 2, tức ngày mùng 3 Tết, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm thiệt mạng 27 người, bị thương 67 người so với ngày trước, giảm 23 vụ. Cảnh sát Giao thông Công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý gần 11.500 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 30 tỷ đồng, tạm giữ 254 xe ô tô và hơn 6.200 xe mô tô, tước 3.000 giấy phép lái xe các loại, gần 5.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. Mùng 3 Tết, nhiều người dân đi du xuân xuất hiện tình trạng ùn ứ tại một số tuyến quốc lộ cao tốc nơi tập trung các điểm du lịch, các điểm có lễ hội xuân như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, Pháp Vân Cầu Rẽ, cửa ngõ các thành phố lớn. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, từ ngày 1 tháng 7 tới sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27. Theo đó, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng khoảng 30%, là mức tăng đáng kể so với con số tăng bình quân mỗi năm 7% khi chưa thực hiện cải cách tiền lương. Theo phương án cải cách tiền lương, từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7% một năm. Một điểm đáng chú ý khi thực hiện cải cách tiền lương đó là lương viên chức, nhất là viên chức giáo dục và y tế sẽ cao hơn so với mặt bằng chung của đội ngũ công chức và viên chức khác, đồng thời sẽ xem xét bảo lưu mức lương và thu nhập ở đơn vị đặc thù. Bởi khi bãi bỏ các cơ chế chính sách về tiền lương,
thu nhập đặc thù cán bộ công chức sẽ hưởng tiền lương mới, kể cả phụ cấp, có thể thấp hơn so với trước khi cải cách tiền lương. Bên cạnh tham mưu cho cấp có thẩm quyền để xây dựng hệ thống bảng lương, gồm lương cơ bản chiếm 70% và phụ cấp 30% tổng quỹ lương, Bộ Nội vụ cũng đề xuất có thêm 10% quỹ lương cơ bản để người đứng đầu cơ quan, đơn vị khen thưởng. Để phù hợp với quy định tại luật căn cước, Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới thay thế cho thẻ căn cước công dân đang có hiệu lực. Với kích thước, hình dáng, thẻ căn cước cơ bản giống như thẻ căn cước công dân, tuy nhiên nhiều thông tin thể hiện trên mặt thẻ sẽ có thay đổi. Trong đó, dòng chữ căn cước công dân đổi thành căn cước, một quê quán đổi thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú đổi thành nơi cư trú. Chữ ký của cơ quan cấp thẻ đổi từ Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội thành Bộ Công an. Đặc biệt, trên mặt thẻ căn cước sẽ không còn các thông tin về đặc điểm nhân dạng, vân tay ngón trỏ trái và ngón trỏ phải. Bộ Công an nêu rõ thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực mùng 1 tháng 7 năm 2024 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Trường hợp công dân có nhu cầu đổi thẻ từ căn cước công dân sang thẻ căn cước thì được cấp thẻ mới theo quy định. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán từ ngày mùng 8 đến ngày 14 tháng 2 đem lại nhiều tín hiệu tích cực cho ngành du lịch trong năm. Số lượng khách quốc tế đến thành phố trong dịp này ước đạt khoảng 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2023. Khách tại các điểm du lịch và dịch vụ giải trí ước đạt khoảng 1,8 triệu lượt khách, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng trên 6.500 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là sự tiếp sức mới cho sự phục hồi của ngành du lịch. Chuyển sang phần tin quốc tế. Nhân ngày quốc tế phụ nữ và trẻ em gái trong khoa học, mới đây, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi đi thông điệp nhấn mạnh tầm quan trọng của bình đẳng giới trong lĩnh vực này. Nhà lãnh đạo tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này nhấn mạnh, bình đẳng giới trong khoa học là điều cốt yếu để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Theo ông Guterres, dù có vai trò quan trọng trong lĩnh vực khoa học, nhưng phụ nữ và trẻ em gái phải đối mặt với nhiều rào cản và định kiến mang tính hệ thống trong khi theo đuổi sự nghiệp. Tổng thư ký Guterres kêu gọi chính phủ các nước thực hiện những biện pháp toàn diện, trong đó có việc xóa bỏ định kiến về giới và thúc đẩy các hình mẫu khuyến khích phụ nữ và trẻ em gái lựa chọn các môn khoa học, xây dựng các chương trình hỗ trợ sự tiến bộ của phụ nữ trong khoa học. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, phụ nữ hiện chỉ chiếm khoảng 30% giới khoa học toàn cầu. Lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan trong thời gian tới có thể sẽ tăng vọt, nhất là sau khi thỏa thuận miễn thị thực giữa hai nước sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 tới. Với Thái Lan, đây là một cơ hội tốt để nâng tầm chất lượng dịch vụ khi du lịch vẫn là một ngành kinh tế trụ cột của quốc gia Đông Nam Á. Dữ liệu từ SheTrip, công ty lữ hành trực tuyến hàng đầu Trung Quốc cho thấy, ngay sau khi thỏa thuận miễn thị thực được công bố, lực lượng tìm kiếm trên các website du lịch Trung Quốc liên quan tới Thái Lan đã cao gấp 7 lần so với ngày hôm trước. Bangkok, Phuket, Chiang Mai, Koh Samui, Pattaya là những điểm đến được du khách Trung Quốc tìm kiếm nhiều nhất. Cũng theo dữ liệu phân tích, trong một sự dịch chuyển đáng chú ý, ngày càng nhiều khách Trung Quốc lựa chọn việc tự di chuyển và tối ưu hóa trải nghiệm và dịch vụ của mình trong thời gian lưu trú tại Thái Lan. Tổng cục Du lịch Thái Lan khẳng định đã chuẩn bị tốt nhất các dịch vụ liên quan để sẵn sàng chào đón làn sóng du khách Trung Quốc và coi đây là cơ hội để đưa ngành du lịch của nước này lên một tầm cao mới. Du lịch đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế của Thái Lan khi ghi nhận 28 triệu lượt du khách nước ngoài tới trong năm ngoái. Đáng chú ý, hai nguồn du khách lớn nhất tới Thái Lan là Malaysia và Trung Quốc. Mỗi mùa xuân về, Nhật Bản lại ngập tràn trong sắc hồng của hoa anh đào. Mùa hoa anh đào năm nay được dự báo sẽ nở rộ vào khoảng giữa tháng 3. Thế nhưng tại thị trấn Machida, tỉnh Kanagawa, những cánh hoa anh đào đầu mùa đã nở rộ khoe sắc trong tiết trời xuân tháng 2 này. Màu hồng thắm của những cánh anh đào đã bao phủ công viên Nishihira Batake tại thị trấn Matsuda, thu hút rất đông du khách tới chiêm ngưỡng. Hoa anh đào ở đây thuộc loại hoa anh đào nở sớm Kawazu. Cũng chính bởi đặc tính nở sớm này mà chính quyền địa phương thường tổ chức lễ hội hoa anh đào Matsuda từ tuần đầu tiên của tháng 2 đến giữa tháng 3. Không chỉ được ngắm hàng trăm cây đào đua nhau khoe sắc, du khách còn được ngắm sắc vàng rực rỡ của hoa cải và nền trời xanh biếc, cũng như ngắm nhìn núi Phú Sĩ từ xa và vịnh Sagami. Nhật Bản được mệnh danh là xứ sở hoa anh đào với hơn 600 giống loài hoa khác nhau. Trong quan niệm của người dân Nhật Bản, hoa anh đào là biểu tượng tiêu biểu cho mùa xuân. Thời điểm hoa anh đào nở cũng gắn liền các hoạt động ngắm hoa, lễ hội hoa ở hầu hết các địa phương trên khắp Nhật Bản. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.